Cưới của một anh chàng đúng không ạ? Đã vào trong nhà nghỉ cùng với lại anh tổ trưởng khoảng một tiếng hồ và hai người không làm gì cả. Sắp cưới đến nơi rồi mà vẫn đi tâm sự cùng tổ trưởng này. Lại còn giải thích mà vào đấy không làm gì cả trong một tiếng hồ, chắc là ngồi trong đấy nhìn nhau thôi chứ còn không ai làm gì đâu, đúng không? Cho vợ đi làm công ty đấy các bạn nha. Đấy, người yêu hay là vợ đang đi làm công ty thì các bạn chúng ta hết sức phải lưu ý nha. Là tan vỡ gia đình lúc nào không hay luôn. Các bạn chúng ta đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.